Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Tác giả Ale Hơ, thể loại đam mỹ truyện sùng hiện đại, trình trạng hoàn 139 chương, văn án kể về thầm mặc vốn là một cô nhi sống ở trại trẻ, một hôm người bạn duy nhất mà cậu quen được một gia đình giàu có tìm đến cửa, thì ra cậu ấy là đứa con thất lạc bấy lâu của nhà họ. Người bạn này khi ở trại trẻ dựa dẫm rất nhiều vào thẩm mặc nên gia đình họ liền nhận luôn cậu làm con nuôi. Thẩm mặc rất hâm mộ người bạn đó có cha mẹ, lại có hai người anh trai hết mực cương chiều. Nhưng một lần đi du lịch, cha mẹ nuôi bất hạnh qua đời, cả thẩm gia lao đao dựa vào hai người anh trai lớn. Thật lâu rồi căn nhà này không còn ai đến ở nữa. Mãi sau này anh trai đột nhiên trở về, lại đột nhiên càng ngày càng thân cận, len lỏi vào cuộc sống cô đơn của cậu thì ra có người cưng chiều là cảm giác như vậy, chỉ là tại sao bụng cậu ngày càng to ra như vậy. Nếu yêu thích chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm cảm xúc kỳ lạ hoặc viễn thiếu, mời anh tránh ra. Chương 1, thẩm mặc vui vẻ nấu một bàn cơm ngon tự mình chúc mừng một chút thành tích học tập của mình. Kể từ khi sống một mình từ 5 năm trước cậu đã học được cách tự yêu bản thân mình, vui vẻ chỉ vì những điều nhỏ bé xung quanh. Cửa lớn bên ngoài mở ra, thầm mặc máy ngâm nga mà không nghe thấy, đến khi cậu bê món cuối cùng ra bàn thì giật mình phát hiện một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mâm cơm hình bóng này cậu nhận ra người anh trai lớn vẫn luôn xuất hiện trên bản tin và báo chí nổi tiếng là người trẻ tuổi thành công nhất không những có tài lại còn có sắc kể từ khi cha mẹ mất vào chuyến du lịch năm đó anh trai lớn và anh trai thứ đã gồng gánh cả thầm thị và còn phát triển hơn cả trước kia nhưng cũng vì vậy mà thật lâu rồi bọn họ không quay trở về nhà chính cũng bởi vì không ai ở nên toàn bộ gia nhân đều bị điều đi tới nơi ở mới, còn căn nhà đầy kỷ niệm này lại trống vắng bao năm chỉ có một mình thầm mặc ở. Cũng từ khi ấy, cậu dường như bị thầm ra quên lãng, tự mình đi làm thêm nuôi chính mình. Đột nhiên nhìn thấy anh cả trở về, liệu có tức giận vì cậu tự ý sử dụng đồ vật ở đây hay không? Thẩm kỳ nhìn bàn cơm cảm giác vừa lạ lùng vừa quen thuộc, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy bàn cơm quen thuộc này được bày biện món ăn như vậy, cảm giác gia đình đó đã bao lâu rồi anh không được cảm nhận những cái này là cậu làm thẩm mặc mặc danh kỳ diệu mà run lên cậu sợ người anh trai này hồi bé là như vậy hiện tại liền có phản xạ tự nhiên cậu không dám nói chỉ cúi xuống gật đầu nhẹ thẩm kỳ tới giờ mới nhớ ra ngoài thẩm quân và thẩm hà thì anh vẫn còn một đứa em trai nuôi thì ra bao năm nay cậu vẫn sống ở đây lấy cho tôi một bát cơm thẩm mặc ngạc nhiên tròn mắt anh cả muốn ăn đồ ăn cậu nấu sao anh ấy sẽ không ghét bỏ chứ đầu thì suy nghĩ linh tinh nhưng bản năng vẫn chạy thật nhanh đi lấy một bát cơm đầy ra đặt trước mặt thẩm kỳ thẩm kỳ nhìn cậu nhướn mày thẩm mặc chuột giả chẳng lẽ cậu làm gì đó phật lòng anh cả rồi sao cậu không lấy cho cậu à không ăn sao thẩm mặc lúc này mới ngợ ra chạy mau đi lấy cho mình một bát cơm lúc đi ra đã thấy thẩm kỳ ăn hết nửa bát cơm ăn nhanh như vậy anh ấy đói lắm hay sao? Thẩm kỳ cảm thấy đồ ăn hôm nay cảm giác rất ngon, anh thường xuyên phải uống rượu, ăn cũng là ăn đồ ăn nhà hàng, tuy cầu kỳ nhưng lại không có cảm giác ngon như ăn cơm gia đình. Chợt nhấc mắt nhìn người đối diện, dáng vẻ ăn cơm giống như con mèo, từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng lén nhìn anh nhưng vì nhát gan nên nhanh chóng quay đi. Thật ra lần này anh có một cuộc gặp ở gần đây, xong việc tiện thể ghé thăm nhà cũ. Vốn nghĩ không ai chăm sóc hẳn là cỏ dại mọc đầy, nhà cửa bụi bẩn lại bất ngờ thấy khu vườn xinh đẹp nở đầy hoa hồng đỏ căn nhà cũng sạch sẽ tươm tất thậm chí còn có mùi đồ ăn thơm phước bay trong không khí một bữa này giống như an ủi tâm hồn của anh bao năm nay đồ ăn cậu nấu rất ngon lần sau lại làm cho tôi một bàn thẩm mặc lần này còn suýt rơi mất miếng rau đang gắp anh cả khen cậu anh ấy thật sự khen cậu còn có muốn lần sau lại ăn cơm cậu nấu thẩm mặc cười híp mắt trong lòng bên ngoài thì gật đầu lia lịa thẩm kỳ ăn xong liền rời đi vì công việc cũng không biết bao giờ thì lại đến đây thẩm mặc vừa dọn dẹp vừa nghĩ ngợi năm xưa cậu dùng đủ cách lấy lòng các anh trai để muốn một chút thân cận nhưng vì còn có thẩm hà nên hai anh trai chỉ quấn quanh cậu ấy còn thẩm mặc chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ chơi đùa ai bảo người ta là em trai ruột đây còn cậu chỉ là một đứa em trai nuôi được nhặt về để bồi chơi với thẩm hà khi còn ở trại trẻ mồ côi thẩm hà vì bị bắt nạt nên chỉ được với mỗi thẩm mặc thẩm mặc sẽ giúp y bảo vệ y đến khi thẩm hà được nhà họ thẩm tìm về thì cũng cầu xin người nhà cũng nhận cả thẩm mặc làm con nuôi sau khi thẩm hà về thẩm ra biết bao người muốn nịnh nọt làm quen nên rất nhanh đã quên mất thẩm mặc tuy là con nuôi nhưng không một ai quan tâm tới thẩm mặc thậm chí cậu còn bị người làm gọi là kẻ ăn không ngồi rồi cậu cũng cố gắng giúp đỡ mọi người bất kể việc gì giống như một người làm không công ở đây cậu khao khát một chút yêu thương từ người nhà nhưng cậu biết đối với họ cậu không phải là người nhà có cũng được không có cũng chả sao dần dần cậu đã học được cách bao bọc bản thân trong tấm kén để không bị tổn thương bởi ai nữa có lẽ thẩm hà du học nước ngoài mấy năm nay nên anh cả mới có thể để mắt tới cậu một như hôm nay từ hôm đó đã ba ngày rồi nhưng không thấy thẩm kỳ quay lại thẩm mặc có chút buồn Cậu đi học về lại phát hiện cửa nhà có vài người đang chuyển đồ. Cậu đi vào nhà nhìn thấy Thẩm Kỳ ngồi trên sofa xem điện thoại, Thẩm Mặc vừa sợ vừa không hiểu sao lại thấy mừng khi gặp lại anh. Thẩm Kỳ thấy bé mèo con thì vẫy tay kêu cậu lại đây. "Từ giờ tôi sẽ quay lại đây sống." A, à, Thẩm Mặc nghẹn hồng, cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thẩm Kỳ để ý bé mèo con này hình như chưa mở miệng ra nói chuyện với anh câu nào. Chương 2 đã một tuần trôi qua, hàng ngày thầm mặc vẫn cứ đi học, về thì sẽ chuẩn bị bữa tối cho thầm kỳ. Thầm kỳ đi làm về thì sẽ tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó sẽ tiếp tục làm việc hoặc tập thể hình. Thẩm mặc nhìn lén anh trai mà thầm hâm mộ hình thể của thầm kỳ. Chả bù cho cậu, vừa gây vừa mềm, chả có tí cơ bụng nào. Hôm nào anh vắng nhà, cậu có nên lén vào phòng tập của anh để luyện một chút hay không? Thẩm mặc cũng dần quen với việc trong nhà nhiều thêm một người, dù sao cũng không phải nhà của cậu, cậu chỉ là ở ké mà thôi. Sắp tới cậu cũng sắp 18 tuổi rồi, có lẽ nên chuyển ra ngoài ở, dù sao cũng chỉ là con nuôi, đủ tuổi rồi thì không nên dựa dẫm vào nhà thầm nữa. Thầm mặc bưng bát canh nóng từ trong bếp ra, vừa tới cửa thì đụng phải thầm kỳ đang đi vào. Trong lúc túng quẫn, cậu sợ thầm kỳ bị bỏng nên bước lùi lại, nước canh nóng theo chiều sóng ra ngoài tràn vào hai bàn tay của cậu mặc dù rất đau nhưng thầm mặc sợ thầm kỳ sẽ không vui nên nhịn đau đặt bát canh lại trên bàn bếp mới chạy nhanh mang tay nhúng vào vòi nước lạnh đau tới nỗi hai chân cậu có chiều hướng phát run nhưng nhất quyết không khóc thầm kỳ nhìn thấy mà trong lòng không hiểu sao lại thấy đau thay nhóc con này thả bản thân bị bỏng cũng không để nước nóng bắn vào người anh đau tới nỗi hai bàn tay đỏ ửng cũng không hé răng rên một tiếng nào thầm kỳ chạy nhanh lấy từ trong tủ thuốc tiếp thuốc mỡ giúp thầm mặc bôi một lớp có thể giảm bớt cơn đau nhưng chẳng đáng là bao. Sao cậu ngốc như vậy hả? 15 phút sau bác sĩ tư nhân của nhà họ thầm chạy đến, quá lâu, thầm kỳ nghĩ, nếu đã về đây ở, vậy lập tức kêu thư ký sắp xếp cho bác sĩ tư nhân nhà họ thầm quay lại như trước kia, như vậy có làm sao thì có thể nhanh chóng tới kịp. Anh nhìn nhóc con đau tới hai chân phát run liền không hiểu sao thấy khó chịu. Tại sao trước kia anh lại chưa từng để ý tới bản thân lại con đứa em trai ngốc như vậy? Thật giống như cậu là ngày hôm đó anh quay lại căn nhà này mới xuất hiện vậy. Là do nhóc con này trước kia thu mình quá tốt hay do anh trước kia vô tâm nên không để ý tới cậu. Bác sĩ tư nhân giúp Thẩm Mặc bôi thuốc, kê thuốc lại dặn dò một hồi mới rời đi. Thẩm Mặc cảm thán thuốc của bác sĩ tốt thật, bôi lên liền không cảm thấy quá đau như trước nữa. Thế nhưng một chuyện khác cậu không lường trước được và bác sĩ lại quên dặn dò. Bữa ăn tối hôm đó thật ngại ngùng vì tay bị thương nên thầm mặc phải dựa vào thầm kỳ đút ăn như một đứa con nít. Cậu sợ tốn thời gian của anh nên cố gắng nhai nhai lại nuốt thật nhanh. Thầm kỳ híp mắt, xoa đầu thầm mặc làm cậu sừng sốt tròn mắt, ăn từ từ thôi, không ai ăn mất phần của em. Không lẽ trong lòng anh, cậu là một người ham ăn như vậy sao? Dẫu sao thì thầm mặc cũng ăn từ tốn hơn lúc nãy, chứng tỏ cho anh ấy, cậu không tham ăn. Thầm kỳ phát hiện anh hình như cảm thấy thích thú nhìn cậu nhóc này ăn cơm, cảm giác rất ngon miệng. Đặc biệt hai má phồng lên, môi hồng răng trắng, khi bị anh đút ăn còn đỏ cả tai. Tại sao giờ anh mới biết đứa em trai nuôi này lại đáng yêu như vậy? Thầm kỳ cô nhớ lại chút chuyện trước kia, ấn tượng về thầm mặc mà anh còn nhớ có lẽ là lần cậu tặng cho anh một món quá vào ngày sinh nhật năm anh 15 tuổi, là một món đồ được khắc bằng gỗ, trông rất xấu xí, có lẽ do chính cậu nhóc mới 8 tuổi làm ra nên hình thù rất khó để nhìn ra đó là thứ gì trước khi đi ngủ thẩm mặc còn bị thẩm kỳ kéo đi bôi thuốc một lần nữa mới được về phòng qua nửa đêm thẩm kỳ vì xử lý công việc nên đi ngủ muộn anh xuống tầm uống nước đi qua hành lang liền nghe có tiếng khóc thút thít nghĩ tới nhà này ngoài anh ra cũng chỉ có thẩm mặc anh liền đi kiếm phòng của cậu thẩm ra là thế ra lâu đời nên nhà chính cũng không nhỏ anh thế nhưng không biết nhóc con sống ở căn phòng nào dãy hành lang này là nơi anh em nhà họ ở có ba căn phòng và một cái nhà kho không lớn ngoài phòng của anh thì hai căn còn lại là của thẩm quân và thẩm hà còn thẩm mặc ở đâu càng đi tới gần căn phòng nhà kho thì tiếng khóc càng rõ hơn thẩm kỳ mở cửa vào thẩm mặc có bật đèn ngủ nằm trên giường mê man khóc cậu dùng tay trái đấm lên cánh tay phải đấm rất mạnh như muốn chặt đứt tay mình cánh tay phải của cậu thì không ngừng co giật liên hồi thẩm kỳ đi tới kéo cậu vào lòng khóa chặt hai tay không cho cậu nhúc nhích thẩm mặc hai mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ nhưng hai tay lại điên cuồng giật ra cậu mở mắt mơ màng không để ý cái gì chỉ biết rên lên kêu đau hai cánh tay rất đau cứ giật lên hồi thẩm kỳ giữ chặt tay cậu đến khi thẩm mặc tỉnh táo hơn lần đầu nghe cậu mở miệng nói chuyện là đang kêu rên đau đớn anh vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy giọng nói của cậu thật dễ nghe ngủ ngoan tôi giúp em xoa bóp một hồi sẽ đỡ ngoan nghe lời tôi không khóc nữa Nghe anh nói như vậy thầm mặc không những không ngừng khóc mà nước mắt còn chảy nhanh hơn. Chỉ là cậu khóc mà không kêu lên một âm thanh nức nở như trước nữa, mà như nghẹn lại. Thẩm kỳ xoa đầu cậu, sao vậy, sao lại khóc nữa rồi, em nói xem, tại sao lúc đó ở trước mặt tôi em đau như vậy cũng không khóc mà hiện tại lại trốn một mình trong phòng khóc thảm như vậy. Hừm, thẩm mặc muốn giơ tay lau nước mắt nhưng tay bị thẩm kỳ giữ chặt không buông nên cô nén nước mắt, cúi đầu nhìn chân. Thẩm Kỳ một tay giúp cậu lau nước mắt nói, nhìn vào tôi mà nói, em không nói tôi liền. Anh nói tới đây cũng nghẹn lại không biết bản thân liền muốn làm gì cậu. Chỉ biết ánh mắt anh cứ không tránh được mà liếc nhìn đôi môi vì khóc mà ẩm ướt kia. Thẩm Mặc vốn luôn sợ người anh trai này nên lập tức từ từ ngẩng cổ lên nhìn anh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền cảm thấy những uất ức trong lòng muốn tuôn ra, cậu nức nở nói, em, bởi vì trước kia cũng không có ai để ý tới em, cho nên khóc cũng vô dụng, khóc cũng chẳng có ai dỗ dành, vậy nên em không muốn khóc, nhưng mà khóc xong sẽ thoải mái hơn một chút. Vậy nên em trốn một mình trong phòng lén lút khóc, hừm, thầm kỳ đau lòng nhìn nhóc con nói được một nửa liền lại cúi đầu khóc nức nở. Lúc cha mẹ anh qua đời, anh cùng em trai thư cũng không dám khóc, bởi vì có rất nhiều người nhăm nhe chờ thẩm ra thất thế, cho nên anh cũng nén nhịn tất cả để gánh vác gia tộc này. Vậy sau này tôi sẽ để ý vậy nên có chuyện gì phải nói cho tôi biết không được tự mình lén lút khóc như vậy nữa có hiểu chưa thẩm mặc cảm thấy khó tin nhưng ấm áp này dù là trong mơ cậu cũng không muốn bỏ qua nhẹ nhàng gật đầu một cái thẩm kỳ lại hít mắt nói tôi nói em nghe thấy chưa thẩm mặc bất đắc dĩ ưm um, một tiếng em nghe rồi à thẩm mặc không rõ bản thân ngủ như thế nào nhưng lâu rồi cậu mới ngủ ngon như vậy chuyện tối qua giống như một giấc mơ vậy đã bao lâu cậu khao khát tình yêu thương của anh trai rồi, dù là một chút coi như là bố thí cho cậu, cậu cũng cảm thấy ấm lòng. chương 3, sáng hôm sau thầm mặc mơ màng rời giường, cậu đi vào nhà tắm, nhìn thấy hai con mắt sương húp lên vì khóc nhiều của mình mà cảm thấy thật thẹn với lòng. Đã bảo là không được cho người khác thấy vẻ yếu đuối của mình, vậy mà tối qua dáng vẻ yếu đuối nhất của bản thân đã bị anh cả nhìn thấy hết, lại còn bị an ủi. Mất hết mặt mũi cậu cầm bàn chải đánh răng rồi phát hiện hai bàn tay của cậu không nghe lời nữa. Cậu không thể điều khiển được hai bàn tay, không thể cầm nắm đồ vật, dù cố gắng lắm cũng chỉ có thể hơi cong ngón tay lại. Sẽ không phải là bị tàn tật luôn rồi chứ. Thẩm mặc sợ hãi tới sắp khóc, chạy ra khỏi phòng đi xuống tầng, bắt gặp thẩm kỳ đang nấu bữa sáng trong bếp, anh ấy vậy mà biết nấu ăn. Thẩm kỳ nhìn dáng vẻ của thẩm mặc liền tưởng nhóc con lại bị đau giống đêm qua nên đi tới giữ người lại. Em làm sao vậy, lại đau tay sao? Thẩm Mặc sau đêm qua liền cảm thấy có thể thân thiết hơn với anh trai rồi, tuy có hơi ngại ngùng. Cậu lắc đầu liên lịa nói, "Không, em không đau nữa, nhưng tay của em, tay của em không hoạt động nữa, phải làm sao đây, có phải sẽ bị tàn tật luôn không?" Thẩm Kỳ sừng sốt, nhìn quả thật bàn tay của nhóc con không thể hoạt động như bình thường liền gọi cho bác sĩ tư nhân, lần này chưa tới 5 phút, bác sĩ đã chạy tới nơi. Vị bác sĩ này khác với vị hôm qua. Nhìn thì khá trẻ, có lẽ gần bằng với Thẩm Kỳ. Mệt chết tôi rồi, ai cần cấp cứu vậy? Thẩm Mặc bị Thẩm Kỳ kéo tới sofa để bác sĩ nhìn qua. Vị bác sĩ này họ Lý, nghe họ nói chuyện, có lẽ là bạn bè của anh trai, Thẩm Mặc đoán, đãi ngộ như vậy là trước giờ cậu chưa bao giờ được hưởng qua khi ở Thẩm gia. Trước kia bị bệnh, cũng là tự mình chạy ra phố mua thuốc lớn hơn thì biết gọi đặt shipper mua giúp thuốc tới nhưng vẫn luôn là tự mình chăm sóc chính mình mà thôi dù cậu rất hậu đậu nhưng làm nhiều thì quen việc đây là triệu chứng bình thường khi bị bỏng nước sôi thôi có chút bất tiện nhưng cứ để một tuần liền tự khỏi không vấn đề gì không phải lo mãi cả ngày hôm đó thẩm mặc chỉ nghe lọt mỗi câu không vấn đề gì không phải lo của bác sĩ thật may cái tay này còn có thể lại dùng được nếu không về sau một mình cậu sống không thể thiếu hai bàn tay này được. Mà vấn đề lúc này là sinh hoạt hàng ngày của cậu bây giờ phải dựa vào anh trai. Ăn cơm phải đút là một chuyện, còn có mấy việc ngại ngùng kia thì phải làm sao đây? Sau khi được Thẩm Kỳ đút no đồ ăn sáng thì Thẩm mặc định đi học nhưng Thẩm Kỳ nói đã xin nghỉ giúp cậu, còn kêu cậu theo anh đến công ty của anh, như vậy tôi có thể chăm sóc cho em tốt hơn. Thẩm mặc vốn từ chối nhưng nhìn thẩm kỳ nghiêm trọng như vậy thì đành phải nghe theo, ai bảo địa vị của cậu thấp đây a? À? Đương nhiên việc thay quần áo cũng là thẩm kỳ giúp cậu thay, rõ ràng mấy hôm trước còn lạ lắm, đến nói chuyện cũng không nói với nhau được một câu, mà bây giờ anh còn giúp cậu thay quần áo. Nghĩ tới vấn đề khác, cậu liền đỏ hết cả tai. Tới công ty, cậu khép nép đi theo phía sau thẩm kỳ đi vào văn phòng ở tầng cao nhất, đi qua chỗ nào cũng có người nhìn và lén thảo luận thẩm mặc ít khi đến nơi nhiều người như vậy nên vừa ngại vừa sợ. Thẩm kỳ để cậu ngồi trong văn phòng anh cả ngày, đến giờ ăn trưa thì đưa cậu đi ăn, lại tự tay đút no cậu. Thẩm mặc thì tự xỉ và bản thân mang phiền phức cho anh, trong khi thẩm kỳ thì rất tận hưởng nhìn nhóc con nhai nhóc nhép ngon miệng. Phải nói rằng 5 năm qua anh phải gồng gánh tập đoàn, lại giúp phát triển vượt bậc hơn cả trước kia, trở thành một trong những tập đoàn công nghệ đứng đầu, rất lâu rồi thẩm kỳ không cảm thấy thích thú với thứ gì ngoài tài liệu và những con số ăn xong sắc mặt của thẩm mặc rất xấu thẩm kỳ lo cậu bị đau bụng nhưng nhóc con lại nói mình buồn đi tiểu làm anh cảm thấy thật buồn cười bởi vì tay không dùng được thẩm mặc đỏ cả vành tai cúi đầu như muốn kiếm cái lỗ trôi xuống vậy nên em vẫn luôn nhịn không muốn nhờ vả tôi thẩm mặc lắc đầu xong lại gật đầu mấy việc này tay anh sẽ bẩn mất phải biết rằng bàn tay anh chỉ bắt tay với người hợp tác, một nét ký tên đáng giá trăm tỷ thì làm sao cậu có thể để anh giúp cậu cái kia. Em nghĩ là em sẽ có cách thôi, em đi vào nhà vệ sinh một lát." Thẩm Mặc nói xong thì lao thẳng đi như sợ ở lại thì sẽ phải chui xuống lỗ thật mất. Thẩm Mặc loay hoay một hồi, không hiểu sao Thẩm Kỳ sáng nay lại mặc cho cậu chiếc quần có khóa, tay cậu không cách nào gỡ được khóa quần ra, cậu sắp bí tới chết rồi. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Mặc em ở đây à? Là giọng nói trầm ấm của thầm kỳ, cậu vừa mới cố lắm mới gỡ được cúc quần ra, hiện tại lại không biết nên cười ra tiếp hay là lại mặc vào. Ưm, uhm, em ở đây, anh có việc gì sao? Hay là đến giờ quay lại văn phòng rồi? Mở cửa ra đi, thầm mặc trợn tròn mắt, nhìn cái quần cứng đầu cười mãi không ra lại nhìn sau cánh cửa là anh trai không biết nên mở cửa hay không. Nhưng cậu sắp bí tới ra quần rồi nên đành mở cửa ra. Thẩm kỳ chen vào, ngay lập tức trở nên chật trội vô cùng. Lưng thầm mặc dựa vào ngực của anh trai, rất cứng, cảm giác có thể tưởng tượng ra những múi cơ mà cậu hâm mộ bao lâu nay. Hơi thở của anh trai còn chậm rãi truyền vào tai cậu làm thầm mặc muốn ngay lập tức biến mất khỏi trái đất này. Thầm mặc à, anh không ngại giúp em nhưng tự dưng làm vậy cũng không phải phép, nhưng nếu em nói gì đó thì anh có thể toàn tâm toàn ý giúp em được rồi con mèo con ngây thơ không biết cái bẫy của soi xám đã răng ra chờ cậu nhảy vào, anh, anh cả có thể giúp em được không, em thật sự rất khó chịu rồi. Thẩm mặc nói ấp úng mãi mới hết một câu, tai thì đã đỏ như trái dâu tây chín mọng rồi. Một tiếng trầm khàn vang lên bên tai, được, sau đó thẩm mặc chỉ biết dùng tay che mặt, che thật kín. Sau khi ra khỏi nhà hàng, hồn cậu còn chưa về nữa, chợt nghĩ, vốn dĩ lúc đó anh trai chỉ cần giúp cậu cười ra, cũng không nhất thiết phải đứng ở đó chờ a à. Tại sao mình lại ngốc như vậy? Dù anh ấy có quay lưng đi không nhìn thì cũng thật xấu hổ, lúc đó cậu nghĩ muốn giải quyết thật nhanh nỗi buồn, giờ mới thấy hối hận. Người đàn ông bên cạnh thầm cười, vào buổi họp chiều hôm đó nhân viên cả công ty rất rõ ràng tâm trạng của ông chủ có vẻ rất khác mọi ngày. Chương 4, bằng cách nào đó thầm mặc đã thành công thuyết phục thầm kỳ không cần phải tắm cho cậu, Ngoài việc cởi quần phải dựa vào anh giúp đỡ thì những cái khác cậu đều nghĩ ra cách để tự mình làm được, có điều hơi lâu chút thôi. Bởi vì hai bàn tay bị bỏng không được đụng nước nên thầm mặc phải dùng bao tay cùng khăn khô bọc vào thì mới có thể tự mình tắm rửa, quả là rất cực khổ, cũng không tắm được sạch sẽ, nhưng vẫn đỡ hơn việc để thầm kỳ giúp cậu tắm rửa. Sau đó cậu chỉ mặc những bộ quần áo vừa rộng rãi vừa dễ cởi, như vậy sẽ không cần thầm kỳ giúp cậu cởi quần nữa nghĩ lại thì càng xấu hổ chết mất. May là sau hôm đó tay của cậu cũng có dấu hiệu dần phục hồi, tuy là chưa thể cầm đũa cầm thì ăn cơm nhưng là mấy cái khác cũng không phải không thể, chỉ duy nhất đêm hôm đó cậu dậy xuống bếp lấy ly nước. Do ngái ngủ và tay cũng chưa ổn định nên làm rơi ly nước vỡ tan tành Thầm mặc sợ thầm kỳ nghe thấy Lại sợ anh trách mắng cậu nên dù đèn còn chưa mở cũng vội dùng tay vơ bừa hết mấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn bỏ vào thùng rác dù đã cẩn thận nhưng vẫn bị thẩm kỳ nghe thấy. Anh bật đèn phòng bếp thấy thẩm mặc vừa lúc đứng lên dựa vào tủ lạnh, rõ ràng khi nãy có nghe tiếng rơi vỡ đồ nhưng trông như không có chuyện gì xảy ra, trừ việc sàn nhà hơi ướt và nhóc con thì đang cúi đầu như trẻ con làm sai chuyện bị người lớn bắt gặp. Thẩm kỳ từ từ tiến lại gần, càng tiến lại gần thì thân hình nhóc con càng run lên, anh thấy được phía sau lưng nhóc con đang cố giấu cái thùng đựng rác. Anh lại gần kéo cậu ra, lại mở thùng rác ra thấy những mảnh thủy tinh vỡ ở trong, ánh mắt anh nhìn vào một vệt máu tuy rất bé nhưng rất nổi bật trên mảnh thủy tinh. Ánh mắt anh tối lại, thầm mà cảm giác được anh đang tức giận, cậu không khống chế được mà muốn khóc, cố ngăn nước mắt rơi lại vừa giải thích, em. Anh đừng tức giận, em không cố ý làm vỡ ly nước, em sẽ đền lại chiếc ly y hệt như vậy mà, đừng đánh em. Nhìn anh tiến lại gần mình, cậu run lên, không hiểu sao rất tủi thân mà lén rơi một giọt nước mắt em biết sai rồi, đừng đánh em. Thẩm mặc giơ hai tay lên chắn trước mặt, đợi mãi không thấy bị đánh, cậu ngước mắt lên, thẩm kỳ lập tức ôm cậu vào lòng, giữ lấy tay cậu không cho đụng lung tung. Vỡ thì vỡ rồi, sao tôi phải đánh em vì cái ly đó, tôi tức giận, vì em lại làm mình bị thương rồi. Lúc này thẩm mặc mới không nhịn được nữa mà nức nở, cậu vừa miếu máu vừa nói, trước kia em làm hỏng thứ gì, bọn họ đều sẽ đánh em. Thẩm kỳ tức giận ôm nhóc con đang khóc tới run rẩy cả người, là ai đánh em? Nói cho tôi biết, là chị Diêu, cô hả còn có bác sư, còn có. Không đợi cậu nói hết, thẩm kỳ mặt đã đen lại càng đen hơn, người làm ở thẩm gia năm đó đều bắt nạt em. Thẩm mặc lắc đầu, không phải, cũng có người đối với em rất tốt, có bác mặn hay cho em kẹo sau khi em giúp tưới nước cho vườn hoa, còn có bác kỳ sẽ cho em đồ ăn ngon nếu em giúp bác ấy nhặt rau, rửa rau như vậy với em đã là đối tốt rồi. Thẩm kỳ đau lòng nói, thẩm mặc gật đầu, như vậy đối với em đã là tốt lắm rồi. Đứa trẻ này giống như chưa từng được hưởng yêu thương là như thế nào nên bị lợi dụng rồi cho một viên ngọt liền đã nghĩ người ta đối với mình thật tốt. Thẩm kỳ xoa đầu nhóc con, bắt cậu ngửa mặt lên nhìn mình, vậy anh đối với em như vậy có phải là vô cùng tốt không, em định đối lại với anh như thế nào đây? Hả, thẩm mặc mù mịt mà bị bóp má, môi chu lên, em không biết, em làm hỏng đồ đạc anh lại không đánh em, còn giúp em lúc bị thương. Trước giờ chưa có ai đối tốt với em như vậy, em không biết nên làm sao, hay là sau này em nấu cơm ngon cho anh ăn nhé. Thẩm kỳ vừa đau lòng vừa không chịu được sự đáng yêu này mà có kè mặc cả, em phải chuẩn bị cả cơm hộp cho tôi đi làm nữa. Được, sau khi tay em khỏi, em sẽ làm cho anh. Thẩm kỳ kéo thẩm mặc đi băng bó vết đứt ở tay lại nhìn thấy ở bàn chân cậu cũng có hai vết đứt thì lại tức giận giận chính bản thân mình tại sao dù bị nước nóng đỏ vào tay cũng không khóc mà làm vỡ ly sợ bị anh đánh liền khóc trước kia lại còn bị người làm bắt nạt như thế lúc đó tại sao anh lại mù không thấy được nhóc con đáng yêu như thế hình như những năm đó vì chuẩn bị cho sau này gánh vác cơ nghiệp thẩm ra nên anh luôn phải đi theo cha để học tập cho nên sự tình ở nhà cũng không rõ ràng lắm nhưng thầm quân là anh thứ hẳn là sẽ để ý chứ không lẽ thằng nhóc này thật sự không để ý tới nhóc con thật sao? Nhớ lại thẩm quân trước kia có kể với anh rằng rất yêu thích em trai mới, hình như cũng không phải là thẩm mặc mà là thẩm hà đang đi du học kia. Nghĩ tới vết thương của nhóc con, dù sao công ty cũng không quá xa, anh rất khoát để cậu ở nhà, buổi trưa chạy về đút cơm cho cậu. Cứ như vậy được thêm hai ngày thì tay của thẩm mặc cũng gần như hồi phục 80% rồi, có thể tự mình ăn cơm, nhưng thẩm kỳ vẫn về nhà vào buổi trưa để cùng cậu ăn cơm thẩm mặc để ý anh trai lúc ăn cơm cứ nhìn cậu chằm chằm giống như thứ anh đang ăn không phải cơm mà là cậu vậy không nghĩ thấm thoát mới hai tuần mà cậu có thể tiếp nhận và thân thuộc với anh trai như vậy đây là chuyện trước kia cậu có mơ cũng không thấy được thậm chí thẩm mặc cậu còn khóc lóc với anh hai hai lần mất mặt vô cùng bình thường cậu cũng không phải là người hay khóc nhưng cứ ở trước mặt thẩm kỳ thì anh cứ như chìa khóa mở ra ngăn tủ ấm ức của cậu Khiến cậu không thể không khóc, không thể không làm nũng cầu an ủi. Chương 5, dù mới qua 5 ngày nhưng vì hai tay của Thẩm Mặc đã hồi phục nên cậu tiếp tục đi học, năm nay là năm cuối cấp nên Thẩm Mặc dành nhiều thời gian hơn để làm đề. Mới vài ngày không đi học mà Thẩm Mặc đã cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn, mặc dù trước kia cậu cũng rất lạc quan nhưng có chút cô đơn, nhưng hiện tại thì không còn cô đơn nữa rồi, tuy cũng không phải là mãi mãi, cũng sẽ có ngày anh trai sẽ rời xa cậu nhưng ít nhất không phải bây giờ bởi vì bài kiểm tra giữa kỳ thẩm mặc đạt đạt được hạng 9 toàn trường nên cậu đã tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn. năng lực học tập của cậu quả thật không tồi, lại còn ngoan ngoãn nên rất được lòng của thầy chủ nhiệm. thẩm mặc có gương mặt rất đáng yêu nên cậu cũng rất được lòng của các bạn nữ. chính vì vậy mà không ít nam sinh sinh ra lòng đố kỵ với cậu. thẩm mặc vừa vào lớp đã gặp người bạn thân cùng bàn, cậu ấy tên là phong hy. vốn thẩm mặc cũng không chơi với ai, cho nên có mỗi người bạn cùng bàn này nói chuyện nhiều vài câu liền nhận là bạn thân nhưng đối với phong hy thì thẩm mặc cũng không phải là bạn thân duy nhất thẩm mặc bởi vì bị thương nên nghỉ vài ngày phần việc trực nhật đều là chia cho những bạn khác làm giúp vừa nhìn thấy cậu tới phong hy đã lôi kéo cậu đi trực nhật phần việc còn lại lúc này là nhổ cỏ một dãy cỏ khá dài trước cửa lớp học vốn bàn tay thẩm mặc cũng chưa khỏi hẳn mà chỉ là hoạt động linh hoạt hơn trước cho nên nhổ cỏ khiến cậu tốn khá nhiều thời gian và công sức sau khi xong việc tay của thẩm mặc còn đỏ lên vết cắt do thủy tinh gây ra hai hôm trước còn có dấu hiệu muốn rách thẩm mặc đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mới vào lớp cậu chào mọi người bỗng một bạn nữ ngồi gần đó nói với phong hy cậu ấy mới bị bệnh khỏi mà cậu liền bắt cậu ấy làm công việc nặng nhất cậu có phải bạn của cậu ấy không chứ phong hy liếc bạn nữ đó rồi lại nhìn thẩm mặc đó vốn là công việc của cậu ấy tôi là tổ trưởng tôi phải quản lý vậy thôi thẩm mặc cũng gật đầu mình nghỉ nhiều ngày như vậy công việc cũng là nhờ mọi người làm giúp hiện tại trở về hẳn là nên làm không sao đâu lúc này tiếng chuông vang lên thầy cô chuẩn bị vào lớp hôm nay có hai tiết văn thẩm mặc không chịu được mà lăn ra ngủ gục giáo viên cũng không bảo gì vì vốn thành tích môn này của cậu khá tốt với lại giáo viên còn chưa chắc nhớ cậu tên là gì cho nên càng không quan tâm mặc dù phần lớn các môn cậu không thích thì đều sẽ đi ngủ mà giáo viên cũng đều không nói gì nhưng thành tích của cậu vẫn rất cao tuy không phải giảng cao nhất nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn luôn khuyên cậu nếu chú ý học một chút thì đứng thứ nhất thứ hai không phải là vấn đề nhưng thẩm mặc luôn thích điệu thấp không thích nổi bật chỉ muốn bình bình thường thường như vậy thế nhưng có những chuyện không phải cậu muốn mà được trong giờ toán thẩm mặc âm thầm làm hết bài tập thầy giao cũng như bài tập về nhà luôn rồi cho nên cậu lại ngồi chơi trong khi phong hy bên cạnh đang chật vật với công thức Thẩm mặc, cậu có phải bạn thân của tôi không vậy, còn không mau tới giảng bài cho tôi. Phong Hy giống với thẩm mặc là kiểu thiếu niên mỏng manh, vốn nhà cậu ta cũng không phải là quá giàu có nhưng lại luôn mang thái độ của người giàu để nói chuyện. Dù sao môi trường này đúng là trường của người dân bình thường, so ra thì nhà của Phong Hy đúng là giàu hơn bọn họ thật. Vậy nên bình thường cũng ít người dám gây chuyện với cậu ta. Thẩm mặc thì từ cấp 2 đã không dựa vào chu cấp của thẩm gia mà tự mình đi làm thêm kiếm tiền, sau đó dùng kỹ năng điêu khắc gỗ và đam mê âm nhạc tạo ra những tác phẩm hộp nhạc có một không hai lúc đầu cũng không có danh tiếng sau đó bản nhạc do cậu sáng tác trong hộp nhạc rất hay cho nên được người mua đăng lên mạng từ đó cậu kiếm được cũng đủ trang trải cuộc sống về sau lại có cơ duyên quen một lão sư điêu khắc ông dạy cho cậu về điêu khắc giúp cậu nâng lên một trình độ khác hẳn là đệ tử của ông ấy hình như rất có danh vọng nên từ sau đó những tác phẩm cậu làm ra rất có giá tính đến giờ cũng coi như có chút danh tiếng nhưng hiện tại tay bị thương, có lẽ vài tháng tới cũng không thể tiếp tục công việc. Vì tiền cậu kiếm được so với đám nhóc thì quả thực là rất nhiều cho nên Phong Hy nghĩ rằng nhà thầm mặc rất giàu nên mới khách khí với cậu hơn một chút. Nhưng một lần cậu có nói với cậu ta rằng mình mồ côi thì sau đó thái độ của Phong Hy thay đổi rất nhiều, tuy nhiên cái mắc bản thân vẫn không có bỏ. Dù sao thỉnh thoảng hắn vẫn mượn tiền của cậu, nói rằng cha mẹ phạt hắn không cho tiền ăn vặt nên mượn một chút để tiêu xài nhưng cũng chưa lần nào trả lại thẩm mặc cũng coi như bỏ qua cũng không đáng là bao bài này cậu phải dựa vào công thức này cái này như này sau khi thẩm mặc giảng một hồi thì thấy phong hy không chú ý nghe mà lén mở điện thoại xem thì không thèm giảng nữa cậu rốt cuộc có muốn thi tốt nghiệp hay không cậu bảo tôi giảng bài xong lại không nghe có bài kiểm tra cũng đừng có hỏi tôi lúc này phong hy mới ngẩng đầu lên tức giận nói cậu nói vậy là ý gì rõ ràng là cậu nói khó hiểu làm tôi loạn cả lên mới mất tập trung. Thẩm mặc cạn lời rồi, cậu không thèm nói gì nữa, lúc này tiếng chuông tan học vang lên, thẩm mặc vội cất đồ rồi rời đi, lúc đi ra sân trường cậu thấy điện thoại vang lên thông báo, mở ra thì thấy thông báo có bạn bè đăng bài mới. Bên dưới chia sẻ một tấm ảnh chụp trộm thầm mặc, còn chỉnh sửa cho trông thật xấu, bên trên ghi, không nghĩ tới tôi lại làm bạn với một kẻ như thế này, thật không đáng vì cái gì mà cậu ta lại xếp hạng cao hơn tôi, rõ ràng là gian lận, bình thường ở lớp cũng toàn ngủ gật, nghèo hơn tôi, xấu hơn tôi, làm bạn với cậu ta thật buồn nôn. Thẩm mặc nhìn tên người đăng bài xong tâm liền lạnh, cậu cũng quá quen với mấy lời như vậy rồi nên không ngạc nhiên lắm, thẩm mặc ấn nhẹ nút thích bài viết. Sau đó chưa tới 10 giây bài viết đã bị xóa, có lẽ cậu ta quên chặn cậu xem bài viết đó, cũng coi như một lần dứt khoát. Thẩm mặc biết Phong Hy hiện tại chỉ muốn lợi dụng cậu để cứu vứt qua những bài kiểm tra nhưng dù sao cũng chỉ có Phong Hy chịu nói chuyện với cậu nên thẩm mặc cũng mặc kệ. Vài lần nhờ thẩm mặc giúp đỡ mà Phong Hy còn điểm cao hơn cậu, cậu cũng không để tâm vì bài thi cao khảo mới là thực chất, khi đó không ai vứt được cậu ta, vậy nên thẩm mặc mới thường xuyên nhắc nhở Phong Hy học hành, lại giảng bài cho cậu ta, nhưng cậu ta chưa bao giờ cảm ơn lấy một câu mà còn trách thẩm mặc quản nhiều chuyện. Chương 6 sau khi tan học, thầm mặc liền tới căn tin ở trường ăn trưa, sau đó liền lên thư viện học bù những kiến thức trong mấy ngày nghỉ. Trong thư viện yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, thầm mặc vội vàng tắt âm rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn tới người gọi vậy mà lại là thầm kỳ, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy vui vẻ. Xin chào, bên kia vang lên tiếng của thầm kỳ, nhóc con, anh kêu người mang bữa trưa cho em, đang dưỡng thương phải ăn uống đầy đủ một chút. Vốn định từ chối sợ phiền toái cho anh nhưng nghĩ lại đồ ăn ở căn tin không ngon cho lắm nên thầm mặc khi nãy chỉ ăn một chút rau xào, bụng còn chưa no cho nên nghe nói Thẩm Kỳ mang tới cơm hộp có gà chiên giòn liền chảy nước miếng. "Được, em ra lấy bây giờ đây, đây là lần đầu tiên có người mang đồ ăn cho em, em vui lắm, cảm ơn anh." Thẩm Kỳ giọng điệu cổ quái, hình như tầm giờ này trường học đều tan học được 40 phút rồi, đến giờ em vẫn chưa ăn sao? thẩm mặc không hiểu sao rõ là mắng nhưng cậu lại nghe ra anh quan tâm cậu. Thì ra có anh trai yêu thương là cảm giác như vậy à. Em có ăn rồi, nhưng đồ ăn không hợp khẩu vị nên chỉ ăn một ít. Vậy chốc nữa phải ăn nhiều lên, thích ăn cái gì cứ nói với trợ lý của anh, từ mai sẽ chuẩn bị cơm trưa cho em. Thẩm mặc kích động nhưng nghĩ tới cái gì lại nói, không cần đâu, tay em khỏi rồi, từ mai em sẽ tự nấu cơm mang đi, còn nấu thêm một phần cho anh cậu nhìn hai bàn tay còn đỏ lên do lúc sáng nhổ cò liền nghĩ nếu anh trai phát hiện tay cậu lại bị thương liệu có mắng cậu không nếu anh ấy mắng thì có nghĩa là anh ấy quan tâm cậu có đúng không em cứ đợi thêm vài ngày không cần vội đợi khỏi hẳn rồi hẵng làm cũng được thẩm mặc lấy được hộp đồ ăn nóng hổi kiếm một chỗ trong căn tin lại ngồi ăn tiếp vừa ăn vừa nghĩ tới việc cuối cùng anh trai cũng để ý tới sự tồn tại của cậu còn quan tâm cậu như vậy quá hạnh phúc Bỗng một đám người đi lại đây, dẫn đầu là Phong Hy, cậu ta đạp một chân lên ghế đối diện thầm mặc, đằng nào thì mày cũng biết rồi vậy nên tao nói luôn, tao ghét mày, một đứa mồ côi nghèo rất cũng dám lừa dối bản thiếu ra bao lâu nay, được tao giữ bên cạnh làm tay sai còn không biết điều. Thầm mặc liếc nhìn cậu ta, không biểu cảm lại cắm đầu ăn, Phong Hy thức mình nói, tao biết mày khinh thường tao không bằng mày, nhưng tao cho mày biết tao không thích học vì nhà tao có tiền, tao có thể khiến mày bị thôi học nếu lần kiểm tra lần sau mày dám thi được điểm cao hơn tao thì tao sẽ làm cho mày không thể tham gia thi cao khảo, hiểu chưa? Lúc này can tin đã chẳng còn ai nữa nên cậu ta ra sức phách lối trả kiêng rè gì. Nói xong cậu ta còn đạp bay hộp cơm của thầm mặc, sau đó còn dơ nắm đấm dọa đánh cậu. Thầm mặc giơ tay chắn lại, cậu nhát gan, nhưng cậu không yếu đuối. Thầm mặc nhìn hộp cơm mà anh trai mất công chuẩn bị cho cậu mà đau lòng. Hiện tại cậu đang rất tức giận, đã rất lâu rồi cậu cũng không có cảm xúc như hiện tại, bình thường đôi khi bị bạn bè bắt nạt, đánh vài cái cũng không tức giận, nhưng Phong Hy đạp bay hộp cơm của cậu thì thầm mặc thật sự rất giận. Không biết cậu lấy ra can đảm ở đâu mà xông tươi túm lấy cổ áo Phong Hy rồi kéo đầu hắn dí xuống sàn nhà nơi hộp cơm rơi xuống, sau đó còn tiện chân đạp một cái lên lưng hắn. Thầm mặc khuôn mặt đỏ bừng thở phì phó tức giận, hai tay cậu run nhẹ, vẫn là lần đầu đánh người, liền có chút sợ hãi nhưng cảm giác đánh kẻ phá hoại này lại rất đã trước giờ tôi vẫn coi cậu là bạn bè cậu vậy mà có thể thốt ra những lời như vậy tôi khuyên cậu học hành là sai tôi dạy cậu học là sai tôi giúp cậu trong bài kiểm tra là sai còn bọn họ thẩm mặc nói rồi chỉ mấy tên đàn em của phong hy đang muốn lại gần giữ lấy cậu bọn họ dẫn cậu đi chơi bời bọn họ lợi dụng tiền của cậu để tiêu xài bọn họ khuyên cậu làm những điều không tốt thì là đúng hay sao nói xong thẩm mặc lập tức rời đi phong hy còn ngơ ngác chưa hiểu sao một kẻ yếu đuối như thẩm mặc lấy đâu ra sức lực kéo hắn một cái như vậy đám đàn em thì cũng chỉ là mấy cậu nhóc cấp dưới có chút ngủ ngáo những vẫn còn non cho nên không biết nên làm cái gì đến khi thẩm mặc rời đi khuất bóng rồi mới nhận ra sự việc thẩm mặc gần như vừa đi vừa chạy cậu sợ mấy kẻ đó đuổi theo đòi đánh trước khi chạy cũng không quên nhặt hộp cơm bị rơi kia cậu đem nó đến bồn nước rửa sạch rồi lại cất vào túi, cũng may khi đó thầm mặc cũng ăn gần hết chỗ đồ ăn đó rồi. Buổi chiều không có tiết học, vốn dĩ định tự học ở thư viện nhưng tâm trạng hiện tại của thầm mặc rất xấu, cậu chỉ muốn về nhà. Buổi chiều tối, thầm kỳ về tới nhà, thấy bàn cơm thịnh soạn thì vừa mừng vừa lo lắng cho nhóc con, tay còn chưa khỏi hẳn đã làm nhiều như vậy. Anh ghé vào bếp thấy thầm mặc đang nấu món canh, sợ cậu lại làm đổ như lần trước nên anh liền đi vào giúp. Thậm chí thẩm kỳ còn cho người lắp máy rửa bát cái này là thẩm mặc mới phát hiện lúc nấu cơm khi nãy lúc ăn cơm vốn dĩ tay của cậu đã khỏi 80% rồi nhưng sau ngày hôm nay lại có triệu chứng trở lại sợ thẩm kỳ phát hiện nên cậu giả vờ như không có gì gấp đồ ăn sẽ bị phát hiện nên cậu chỉ dùng thì ăn cơm đồ ăn cũng hạn chế gấp chủ yếu là cơm chan canh thẩm kỳ đương nhiên phát hiện điểm này cho nên anh gấp cho cậu những món cậu thích miệng thì vẫn không quên hỏi tội tay của em không muốn giải thích cái gì sao. Thẩm mặc cho rằng bản thân đã giấu rất kỹ, lại không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, cũng không có gì, chỉ là đi học phải cầm bút viết nhiều nên có chút mỏi. Thẩm mặc không biết rằng khi cậu nói dối thì sẽ thường vô thức dùng ngón tay trái nắm lấy ngón trỏ ở tay phải. Thẩm kỳ để ý nhiều lần khi anh giúp cậu mấy hôm nay, mỗi khi bị anh trêu đùa, cậu đều sẽ nói dối và nói làng đi chuyện khác sẽ luôn xuất hiện động tác này. Hửm, em nói lại tôi nghe, nghe giọng anh cho chút tức giận, thầm mặc liền biết cậu không nổi mắt anh cho nên thành thật khai khẩn, em nhổ cỏ, cò, còn có đánh bạn. Nửa câu sau cậu gần như lý nhí mà nói nhưng vẫn lọt hết vào tai thầm kỳ. Anh nhớn mày ngạc nhiên, bé mèo con này còn biết đánh người, rõ ràng trước mặt anh là bộ dáng ngoan ngoãn như vậy. Giống như sợ bị anh cho rằng cậu là đứa trẻ hư cho nên thầm mặc kể lại đầu đuôi câu chuyện, chứng tỏ rằng cậu không đánh sai người thẩm kỳ bị hành động này của cậu làm cho cảm thấy rất vui biết về nhà mách phụ huynh rồi đây này đương nhiên nghe thấy bé mèo con của mình bị người khác bắt nạt anh cũng không thể để yên vốn dĩ anh cũng ngứa mắt ngôi trường đó lâu rồi không hiểu sao ba anh em nhà họ đều học trường tốt nhất vậy mà thầm mặc lại học vào ngôi trường này em còn hơn hai tháng nữa là thi cao khảo có phải không dạ tôi giúp em xin nghỉ tới đây cứ ở nhà học tập tôi sẽ thuê ra sư dạy riêng cho em đến lúc đó nếu em đạt được hạng nhất của trường đó lại vào được trường đại học mà em mơ ước thì tôi sẽ thưởng cho em. Thẩm Mặc nghe thấy được anh trai thưởng thì bỏ hết sau đầu thưởng gì vậy ạ? À? Thẩm Kỳ nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời đưa em đi du lịch lại tới công viên nổi tiếng A chơi. Nghe nửa câu đầu Thẩm Mặc còn vui mừng híp mắt, nghe nửa câu sau sắc mặt liền đại biến. Ký ức của cậu về công viên A quả thật không tốt đẹp gì. Sao vậy? Nhóc con không muốn đi nơi đó sao?" Thẩm Kỳ nhẹ xoa đầu cậu, Thẩm Mặc ngăn không cho bản thân nhớ lại ký ức không tốt đẹp đó. "Em muốn chứ, nhưng nơi đó, năm đó khi cậu mới được nhận nuôi tầm 2 tháng, cả gia đình họ Thẩm cùng nhau đi công viên a chơi, Thẩm Mặc cũng đi cùng họ, đó là chuỗi ngày nhà họ Thẩm tổ chức các bữa tiệc và các buổi đi chơi để chúc mừng tìm lại được đứa con út của họ. Thẩm Mặc cũng chỉ là đi theo bồi chơi với Thẩm Hà khi thẩm hà được mọi người bao quanh lấy lòng thì cậu bị ra rìa không còn tác dụng bồi chơi nữa thì cậu giống như người hầu của cậu chủ cậu cũng rất muốn chơi vòng quay nhìn ánh đèn lung linh kia cũng rất muốn cưỡi ngựa gỗ muốn bọn họ chú ý đến cậu thẩm mặc lấy hết dũng khi kéo góc áo mẹ thẩm xin bà cho cậu chơi vòng quay ngựa gỗ vậy mà thật sự được đồng ý rồi khi cậu đang vui mừng ngồi lên ngựa gỗ vòng quay bắt đầu quay thì thẩm hà nói bản thân không khỏe nên muốn đi về bọn họ quên luôn sự tồn tại của cậu mà kéo nhau đi mất, thầm mặc sợ hãi muốn xuống nhưng vòng quay không dừng lại, cậu không dám nhảy xuống cũng không dám khóc. Chờ đến khi vòng quay dừng lại, thầm mặc vội vàng nhảy xuống ngã chảy cả mặt cũng không kêu, chạy theo hướng bọn họ rời đi nhưng không thể đuổi kịp. Cậu chỉ đành ngồi chờ ở ghế dài ở cổng công viên, chờ bọn họ nhớ ra còn có cậu mà quay lại đón. Thẩm mặc nhớ hình như hôm đó là Giáng sinh, mọi người đều cười nói vui vẻ, nhiều gia đình dắt nhau đi chơi vô cùng hạnh phúc, đến tận bây giờ mỗi khi đến Giáng sinh, nghe thấy trên đường phố có tiếng nhạc chúc mừng Giáng sinh là cậu lại nhớ tới đêm tuyết rơi đó một mình cậu ngồi ở cổng công viên lớn ngập tràn ánh đèn tới đêm khuya khi cả con phố chìm vào bóng tối, tuyết phủ một lớp trên đỉnh đầu. Mãi đến khi cậu được bảo vệ của công viên đưa tới đồn cảnh sát tìm người thân, nhà thẩm cũng không tới đón cậu mà bảo viên canh sát giúp họ đưa cậu về nhà. Hình như cũng chính từ lúc đó cậu đã đóng cửa trái tim mình trở thành cái kén tằm ở thầm gia. Nghe Thẩm Mặc kể xong, Thẩm Kỳ nhớ lại đêm hôm đó, quả thực hình như đúng là có chuyện như vậy, trái tim anh như bị người bóp chặt, đau nhói, bé mèo con của anh đã trải qua những gì, tại sao lúc đó anh lại không để ý tới cậu nhóc này, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra, cũng thật may mà anh đã nhận ra, anh muốn dùng mọi thứ để bù đắp lại cho cậu. Vậy đến khi em đạt được hạng một chuyến đi công viên đó sẽ chỉ có tôi và em cùng đi tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa chúng ta cùng tạo ra một ký ức đẹp về nó có được không thẩm mặc vốn đã khóc từ lúc kể lại việc lúc này nghe xong lại càng muốn khóc nhưng rõ ràng cậu rất mừng rất vui vì hiện tại có anh trai ở bên nhưng cậu lại cứ muốn khóc chắc có lẽ đây là giống người ta nói mừng tới mức muốn khóc vốn cậu không tin vào điều này nhưng hiện tại thì nó đang xảy ra ngay trên người cậu được ạ à, anh đối với em tốt quá thẩm kỳ ôm cậu vào lòng xoa đầu lại khuyên nhủ vài câu, thầm mặc mới từ từ tỉnh táo lại, nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu vẫn cứ không hiểu sao ở trước mặt anh, cậu rất khó kiềm chế cảm xúc như trước kia. Thẩm kỳ tranh thủ cơ hội bóp má em trai, mềm như cục bột, rất thích tay, nhìn nhóc con khóc thảm trong thâm tâm anh lại len lói một chút yêu thích. chương 7, hàng ngày thầm mặc đều bị thẩm kỳ giám sát làm bài tập, có gì không hiểu thì sẽ hỏi anh, đặc biệt là môn ngoại ngữ, Thẩm Kỳ trước kia từng đi du học cho nên phát âm rất chuẩn, vậy mà khi nghe Thẩm Mặc nói một câu ngoại ngữ cũng ngạc nhiên, "Em học ở đâu vậy, nói khá tốt đó." Thẩm Mặc được khen thì lại càng giống như con công xòe đuôi, muốn trổ hết tài nghệ ra để mong được anh khen mình vài câu. "Em thích nghe nhạc nước ngoài, sau đó thì bắt chước cách phát âm của họ, cũng không có học thêm ở đâu." Thẩm Mặc không dám nói thật cho anh biết, thực ra thời gian bị cô lập ở thẩm gia đó cậu bị mắc một căn bệnh tâm lý, tên là gì cậu cũng không nhớ chỉ biết bác sĩ nói nó khiến cậu trở thành một thiên tài, trí nhớ tốt, học tập nhanh nhưng bù lại sẽ lấy mất cảm xúc và khả năng giao tiếp của cậu. Thời gian đó thầm mặc lấy việc học tập làm thú vui, học đàn, học hát, học vẽ, rất nhiều thứ, đều là tự học, còn học tới rất khá, nhưng cậu không dám thể hiện mình, luôn thu mình lại như kén tầm, không cho một ai biết thực ra cậu rất cô đơn. Qua một tháng bởi vì tình hình tập đoàn đã ổn định cho nên thẩm kỳ cũng không còn phải thường xuyên đi công tác nữa tuy nhiên lần này có một hợp đồng hợp tác lớn ở nước ngoài cho nên không thể không rời đi suốt gần một tháng thẩm mặc lại một mình sống tại nhà còn có gia sư hàng ngày tới dạy học cho cậu thẩm mặc à tư chất của cậu không tồi những gì cậu nắm được và những gì cô dạy cho cậu đã đủ cho cuộc thi cao khảo rồi tới đây cứ tiếp tục làm đề thi nhất định tới lúc đó sẽ thi được điểm cao Bình y y cảm thấy trong suốt mấy năm làm gia sử của cô, thật lâu rồi mới có thể giảng dạy một cách dễ dàng như vậy. Đứa trẻ này căn bản rất thông minh, mỗi loại bài chỉ cần hướng dẫn mẫu một lần, sau đó đều hiểu rồi tự làm được hết. Thỉnh thoảng gặp đề khó cũng không hỏi ngay mà tự mình suy luận, suy luận không ra mới thắc mắc với cô. Vốn dĩ dự định là giảng dạy trong hai tháng, hiện tại mới một thánh cậu đã học xong hết những thứ cần học, chỉ cần luyện thi nữa là hoàn toàn không thành vấn đề bình y y thắc mắc hỏi cậu định thi vào trường nào vậy thẩm mặc trầm mặc một lúc vốn dĩ cậu vẫn luôn cân nhắc giữa đại học a và đại học b cậu thích a đại hơn nhưng a đại quá xa b đại thì ở ngay tại thành phố này nếu học ở b đại cậu có thể ở gần anh trai hơn dù sao xưởng chế tác của cậu cũng ở thành phố này nếu không có bước ngoặt hôm đó nếu như anh trai không trở về quả thật cậu đã định rời bỏ căn nhà này để sống ở thành phố khác nếu bọn họ không nhớ tới sự tồn tại của cậu thì coi như cậu sẽ đi luôn không quay lại nữa. Em muốn vào bê đại, ngành sản xuất âm nhạc. Bê đại tuy rằng không phải trường top nhưng cũng không tồi, nghe nói có nhiều người nổi tiếng đều học ở đó. Thật ra đối với thầm mặc học ở đâu không quan trọng, bởi vì cậu đã có công việc của mình rồi. Những hộp nhạc mà cậu làm ra không nhiều, nhưng cái nào cũng tinh xảo và được bán đấu giá với giá cao ngất. Bản thân thầm mặc chưa bao giờ nghĩ tới tác phẩm mình tạo ra sẽ có ngày trở nên nổi tiếng như vậy. Một lần tạo ra tác phẩm mới cũng đủ tiền cho cậu trang trải cuộc sống một thời gian, lại tích góp để sau này mua một cái xưởng làm việc lớn hơn, mua một căn nhà riêng nữa. Cũng mấy tháng rồi sư phụ của cậu không đến thăm cậu, nghe nói rằng nhà ông ấy có chút việc, Thẩm Mặc có hỏi thăm thì ông cũng không nói cho nên cũng không quan tâm nhiều. Lúc đầu Thẩm Mặc không dám gửi tin nhắn cho Thẩm Kỳ vì sợ làm phiền anh làm việc, nhưng người anh trai này hàng ngày đúng giờ đều gọi cho cậu hai cuộc, một là dục cậu ăn cơm trưa, hai là dục cậu ăn cơm tối, lúc nào cũng đòi phải mở video cô để xem cậu ăn hết rồi mới chịu tắt. Dần dần trở thành thói quen, hôm nay mãi không thấy anh gọi tới, không đợi nữa, thầm mặc tự mình gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, có lẽ là bận việc gì rồi chăng? Cậu định gọi điện báo cho anh cuộc thi cuối kỳ vừa rồi cậu đã đạt hãng nhất toàn trường, lúc đi từ trường thi về còn bị đám phong hy chặn đường. Bởi cậu luôn ở nhà nên cậu ta không thể tìm ra cho nên canh ngày thi trận cậu lại đánh một trận, may mắn không lâu sau có một bạn nam đi qua, giúp cậu đánh lại đám đó. Cậu ấy họ văn, trên bảng tên trên đồng phục ghi như vậy, hình như là học sinh của trường cao trung C, nghe nói là trường cho giới nhà giàu, trước kia anh trai cậu cũng là học ở đó. Thẩm mặc định hôm nay hỏi anh có thể về trước kỳ thi cao khảo hay không, nhưng anh không nhấc máy nên cậu lại lùi thủi ăn nhanh lại đi ôn bài, bởi sáng hôm kia chính là ngày thi cao khảo rồi. Lúc cậu ra khỏi phòng thi cũng không thấy anh gọi tới, đã hai ngày rồi. Có phải anh trai đi quá lâu liền quên mất cậu rồi không? Thẩm mặc tự diễu bản thân, hình như chỉ có cậu là trông ngóng người ta, còn với người ta cậu cũng chả là cái gì quan trọng cả. Vậy nên trách ai đây, chỉ trách cậu tự mình đa tình thôi. chương 8, sáng sớm hôm sau, bởi vì hôm qua bị đám phong hy đánh đấm một hồi nên thầm mặc rời giường cảm giác chân tay muốn rụng rời. Vào nhà tắm lại phát hiện hai con mắt lại sưng, cậu vã nước lạnh vào mặt, quá yếu đuối, cậu không thể yếu đuối như vậy được, chẳng phải chỉ là vài ngày không liên lạc thôi hay sao, có gì đâu mà phải khóc, trước kia không phải vẫn luôn một mình trải qua hay sao. Tự nhủ bản thân mình xong cậu mới thấy đỡ một chút, thời tiết đã vào thu cho nên hơi xe lạnh. Thẩm mặc từ sau lần ngồi chờ dưới đêm tuyết đó mà về sau thể chất rất dễ bị cảm lạnh, sống một mình không thể không chú ý nên cậu luôn giữ ấm cho bản thân thật tốt. Bỗng loáng tháng nghe được tiếng động ở dưới tầng, thẩm mặc nghĩ rằng anh trai về rồi nên vội vàng ngay cả dép đi trong nhà cũng không đi mà chân trần chạy trên nền nhà mát lạnh dưới dưới chân cầu thang là phòng bếp thẩm mặc nhìn thấy ngay thẩm kỳ đang pha sữa ấm ở trong đó cậu vui mừng không ngăn được mà nở nụ cười đáng yêu muốn làm nũng bỗng nghe được tiếng động ở phòng khách cậu ngó cái đầu xù ra nhìn vừa nhìn cảm xúc của cậu tuột sốc không phanh hai môi mím chặt cả người co lại như phản xạ có điều kiện như muốn hạ thấp sự tồn tại của bản thân bởi vì cậu thấy thẩm quân ngồi ở sofa đọc báo còn có thẩm hà vốn đang đi du học đã quay trở về ngồi ở bên cạnh thẩm mặc vô thức lùi lại thẩm kỳ nhìn thấy cậu sắc mặt không tốt liền muốn lại gần nhưng thẩm mặc đầy tay anh ra chạy lên phòng cũng không phải cậu chưa từng nghĩ tới liệu có phải do thẩm hà không ở đây nên anh cả mới dư thời gian ra quan tâm đến cậu hay không cho nên anh ấy đi công tác ở mỹ Thẩm Hà cũng du học ở Mỹ, hôm nay quay trở về cùng với anh, chẳng phải mấy hôm vừa rồi không liên lạc với cậu là vì bên cạnh anh đã có đứa em trai khác rồi. Thẩm Mặc không biết tại sao nhưng cậu biết chỉ cần Thẩm Hà ở đây, sẽ không ai để ý tới sự tồn tại của cậu nữa, anh trai cũng sẽ không rảnh mà quan tâm tới cậu như trước, có thể là hết thảy mọi thứ mà Thẩm Kỳ đối tốt với cậu thực ra vốn là dành cho Thẩm Hà. Thẩm Mặc càng nghĩ càng thấy lồng ngực đau đớn, tay cậu bấu vào nhau tự làm đau chính mình mới có thể ngăn cho bản thân không khóc tiếng gõ cửa vang lên thẩm mặc nhớ ra bản thân quên khóa cửa lại muốn chạy tới nhưng không kịp người bên ngoài đã đẩy cửa ra đi vào thẩm kỳ nhìn bé con đang giúp mình ở cạnh giường nhìn thấy anh lại càng có xu hướng muốn chui vào gầm giường liền đen mặt anh đi tới kéo cậu ra khỏi nơi tôi tắm đó mà ôm vào lòng thẩm mặc cứ nhất quyết dãy dự đẩy anh ra cúi thấp đầu giấu mặt đi chỗ khác mấy lần nghe cậu tâm sự về chuyện trước kia anh đương nhiên có thể nhận ra thầm mặc đối với em trai út thầm hà của anh có thành kiến rất sâu như một vết sẹo in sâu trong lòng hễ động vào là lại rách ra anh đừng lại gần em để em một mình đừng có bước vào thế giới của em cậu muốn nói to nhưng sợ người bên dưới nghe thấy nên chỉ dám lý nghĩ nói như đang gãi ngứa bên tai thầm kỳ ngoan để tôi ôm một lát tôi rất nhớ em không cần giải thích không cần vỗ về chỉ một câu nhớ em đó mà thầm mặc liền hòa khóc. Cậu nức nở trách móc, nhớ em tại sao không gọi điện cho em, anh nói dối, anh ở bên thầm hà, cho nên liền quên mất em rồi. Thầm kỳ lại ôm mặt cậu, bóp bóp má, bắt cậu ngửa đầu lên nhìn anh rồi đĩnh đạp nói, tôi vì để sớm được trở về mà liên tục bay từ Mỹ tới những nước khác để nhanh chóng hoàn thành các khâu dự án, cũng mới vừa về tới nhà lúc sáng, trùng hợp gặp hai người họ cũng trở về, tôi rất nhớ em em khóc như vậy tôi sẽ đau lòng. Nhìn cậu khóc tới sưng cả mắt anh lại càng đau lòng, không phải đã hứa sẽ không lén lút khóc một mình hay sao, mặc mặc rất mạnh mẽ, sẽ không lên lút khóc một mình phải không nào. Thẩm mặc lau đi nước mắt trên mặt, gật đầu một cái, đúng vậy, cậu trước giờ luôn rất mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, chỉ là cứ ở trước mặt anh cả liền sẽ không giữ được nước mắt. Tất nhiên bé con phạm vào lời hứa cho nên tôi phải phạt em, thẩm mặc tròn mắt nhìn anh, phạt anh sẽ đánh cậu sao chưa kịp để cậu nghĩ tới cảnh đó mà đau lòng thẩm kỳ đã cúi xuống hôn lên chán cậu đây là hình phạt của em bên dưới tầng vang lên tiếng gọi nên thẩm mặc liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của thẩm kỳ cậu đỏ hết cả mặt và tai vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mại chạm lên chán của mình thẩm kỳ đứng lên xoa đầu cậu rồi nhắc cậu chỉnh trang lại để xuống tầng thẩm mặc không muốn một chút nào cậu chỉ muốn tránh mặt hai người kia càng xa càng tốt, nhưng dưới sự chỉ đạo của thẩm kỳ mà đành hít sâu một hơi đi xuống. Xuống tới nơi thì bàn cơm cũng dọn ra đủ rồi, là thẩm hà đặc biệt gọi nhà hàng mang tới cho họ, đều là sơn hào hải vị mà bình thường thẩm mặc chưa bao giờ dám ăn. Thẩm mặc muốn giảm sự tồn tại cho nên trên bàn ăn dài cậu chọn chỗ ngồi xa nhất. Bởi vì ba người kia ngồi thẳng một đám cho nên đều quay ra nhìn cậu. Thẩm kỳ mở lời trước, em ngồi xa như vậy, Thêm ba cái tay cũng không gắp tới cái đĩa gần nhất, mau lại đây. Thẩm Mặc bị nhìn thì lúng túng vô cùng, vẫn là phải đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Kỳ. Thẩm Quân là anh trai thứ hai của cậu, tuổi trẻ đã lên cấp tướng trong quân đội cho nên thường xuyên ở lại quân doanh không ở nhà. Lần này anh đặc biệt quay về là vì Thẩm Hà đã đi du học về. Thật sự tới lúc này Thẩm Quân mới nhớ ra bản thân còn có một đứa em trai nuôi. Thẩm Hà đang du học đại học bên Mỹ đợt này được nghỉ lễ dài nên quyết định trở về nước chơi từ khi được nhận về lại thầm gia mọi yêu thương cưng chiều cậu ta đều nhận được bao người muốn lấy lòng làm thân nên từ lâu cậu ta đã không còn nhớ tới người năm xưa ở trại trẻ mồ côi đã vì giúp cậu ta tranh một cái bánh mà đánh nhau với đám trẻ đó sau này lại thấy thầm mặc không hề xứng tầm với cậu ta cho nên hoàn toàn để cậu tự sinh tự diệt trong cái thế gia này nhìn thầm mặc bị cô lập bị lợi dụng thẩm hà thấy rất thích thú cho nên thường sai người làm bắt thẩm mặc làm cái này cái kia thẩm mặc ngoan ngoãn hơn cậu ta lại có khuôn mặt xinh đẹp cho nên thẩm hà luôn khiến cho thẩm mặc trở nên vô hình trong gia đình này sợ mọi người nếu chú ý tới thẩm mặc thì địa vị của cậu ta sẽ lung lay ý nghĩ trẻ con này xuất phát từ sự đố kỵ từ khi còn nhỏ nên lớn lên lại cũng không muốn thay đổi tưởng rằng mọi thứ vẫn vậy không nghĩ tới anh cả lại đột nhiên đối với thẩm mặc tốt như vậy chương 9, trên bàn ăn toàn những món cay mà thầm mặc lại không ăn được cay, cậu cũng không phải không muốn ăn, nhìn người khác ăn mà suýt xoa cậu cũng muốn thử lắm chứ, cho nên có cơ hội cậu cũng muốn gắp vài miếng. Thầm kỹ bỗng đặt lên trước mặt cậu một ly sữa bò, nếu cay qua uống một ngụm sữa sẽ đỡ ngay. Thầm mặc nhận lấy, còn nói cảm ơn anh. Thầm quân thấy vậy cũng thấy làm lạ, anh cả của y trước nay luôn lạnh lùng, hồi nhỏ vì đi theo cha học điều hành công ty, sau đó cha mẹ qua đời anh lại càng điên cuồng hơn đến cả bản thân thẩm quân cũng chưa từng được ăn quan tâm như vậy thẩm hà lúc này cũng cùng suy nghĩ với thẩm quân khi xưa cậu ta được nhận về cả nhà đều vây quanh chỉ thiếu nước hái sao trên trời cho cậu ta chỉ riêng người anh trai lớn này luôn chỉ có một vẻ mặt có cũng được không có cũng không sao cậu muốn anh mua cho cái gì anh cũng sẽ chiều theo mua cho nhưng không hề cảm nhận được thành ý thẩm hà vốn nghĩ người anh trai này bị công việc làm cho trở nên vô cảm rồi không nghĩ tới anh còn biết quan tâm người khác mà người khác này lại là thẩm mặc. Thẩm hà bóc một con tôm, gắp cho thẩm mặc, em trai nuôi, lâu rồi không gặp, mau nhận lấy thành ý của anh ba nào. Thẩm mặc bưng bát lên nhận, cậu lúng túng nhìn thẩm hà rồi lại nhìn sang thẩm kỳ. Thẩm quân là một tên đầu gỗ cũng không hiểu mấy cái này nên cũng bắt trước thẩm hà gắp cho thẩm mặc một cái thanh cua. Thẩm kỳ giúp cậu bưng bát nhận lấy sau đó đổi sang cho mình ăn, còn đưa cho cậu cái bát của anh, mặc mặc dị ứng hải sản tâm ý của hai người anh sẽ nhận dùng. Thẩm mặc tai lại đỏ, anh không chê cái bát đó cậu đã ăn dở rồi sao, như vậy có phải không ổn hay không? Không chỉ riêng cậu mà hai người kia cũng kinh ngạc không kém, phải biết là thẩm kỳ có tính ưa sạch sẽ, sẽ không ăn đồ ăn người khác gắp cho chứ đừng nói là ăn chung bát. Thẩm mặc cảm thấy anh không chê cậu thì thôi, cậu ngại cái gì, cho nên cũng cầm bát anh đưa mà cúi đầu ăn tiếp. Đồ ăn cay này tuy rằng rất cay nhưng càng ăn càng nghiện, thẩm mặc ăn tới hai cái môi đều xương lên trông rất buồn cười thẩm hà thì mặt mũi tối lại cậu ta đương nhiên biết thẩm mặc dị ứng hải sản nhưng thẩm mặc nhát gan chưa bao giờ dám cãi lại lời cậu ta vốn nghĩ có thể cho thẩm mặc một vố không ngờ sự việc lại tiếp diễn như vậy cậu ta mở lời lần này nghĩ lễ em muốn về nước đi du lịch nghe nói phía nam có hòn đảo rất đẹp kiểu hoang sơ nên muốn mời mọi người cùng nhau tới đó cắm trại trải nghiệm một chút thẩm quân là quân nhân mấy việc này với anh không thành vấn đề, hơn nữa là em trai muốn đi cho nên tán thành ngay lập tức. Thẩm kỳ thì nhìn sang thẩm mặc, thẩm mặc thì không nghĩ bọn họ sẽ mời mình nên vẫn cắm cúi ăn, cay quá còn hút một ngụm sữa bò, hạ ly xuống mới thấy mọi người đều nhìn mình. Cậu nhìn sang thẩm kỳ cầu cứu, không bằng ngày mai liền xuất phát, bốn anh em chúng ta cùng đi một chuyến, thẩm kỳ đã mở lời, đương nhiên không có ai phản đối. Thẩm mặc cũng vậy, cậu đành cùng thẩm kỳ giao lưu ánh mắt một hồi tại sao em cũng phải đi thẩm kỳ nhuyến mày chuyến đi này anh sẽ lo mọi thứ mấy đứa không cần phải lo nghe thì là nói cho tất cả nhưng rõ ràng là đang trả lời cậu mà thẩm mặc nghĩ chuyến đi này có cả thẩm kỳ chắc có lẽ cậu cũng không tới nỗi nào đâu thẩm kỳ sợ bé con ngốc nghếch không hiểu ý mình nên buổi tối còn đặc biệt tới phòng thẩm mặc để nói chuyện nào ngờ mở cửa vào liền thấy nhóc con này đã ngủ rồi có lẽ do cả tháng ôn thi nên kiệt sức lắm. Lúc nãy anh cũng đã khen cậu thật nhiều để nhóc con đỡ tuổi thân. Nhưng anh lại phát hiện thầm mặc vậy mà không mặc quần đi ngủ. Áo ngủ dài trùm qua mông nhỏ, lộ ra đôi chân thon dài tinh tế. Thoáng chốc hơi thở của thầm kỳ liền ngưng trệ sau đó nặng nề hơn. Anh thầm mắng trong lòng, trời đã vào thu, bắt đầu xe lạnh còn dám mặc như vậy đi ngủ, chăn thì đá bay ra, ăn mặc như vậy cho ai xem. Thẩm Kỳ đen mặt đi tới vỗ bóp một cái vào mông Thẩm Mặc trường phạt. Thẩm Mặc bị vỗ một cái khẽ ưm một tiếng rồi lại quay người sang hướng khác ngủ lăn lóc. Thẩm Kỳ nhìn bộ phận lộ ra khi cậu lật người mà máu nóng sôi lên, cũng không phải chưa thấy bao giờ, trước kia giúp cậu thay đồ khi tay bị thương cũng đã thấy rồi nhưng hiện tại cảm xúc trong người anh lại lục đục mạnh hơn. Thẩm Kỳ giúp Thẩm Mặc đáp lại chăn xong liền rời đi về phòng mình, ánh đèn phòng tắm sáng mãi tới nửa đêm mới tắt. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cả người thầm ký ướt sũng mồ hôi, anh thở dốc nhớ lại giấc mộng đêm qua, anh vậy mà lại mơ thấy em trai nằm dưới thân mình khóc lóc van xin anh chậm một chút. Anh tắm rửa lần nữa, dội sạch những suy nghĩ dơ bẩn của bản thân ra khỏi đầu rồi mới lục tục chuẩn bị đồ cho chuyến đi lần này. Chương 10, trước sau, thầm mặc bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh, cậu nhớ ra hôm nay phải đi du lịch nên ngồi dậy, cố không cho bản thân ôm giường ngủ tiếp cảm giác mát lạnh bên dưới làm cậu bừng tỉnh. Tối hôm qua tắm xong, mới mặc áo còn chưa mặc quần đã vội cầm điện thoại tìm kiếm nơi bọn họ sẽ đi hôm nay, sau đó liền ngủ quên mất luôn. Nhưng quả thật thả rông đi ngủ cảm giác rất thoải mái, có điều sáng sớm tỉnh dậy sẽ hơi lạnh. Phòng cậu trước kia là nhà kho của dãy phòng này, bởi vì cha mẹ thầm lúc đầu cho rằng đã nhận cậu làm con nuôi thì nên ở trong dãy phòng của thiếu gia cho nên cải tạo lại căn phòng nhà kho này làm phòng cho cậu tuy không lớn bằng ba căn phòng còn lại nhưng với cậu như là đủ rồi, có điều hướng của căn phòng không tốt lắm, mùa hè sẽ nóng hơn và mùa đông cũng lạnh hơn những căn khác. Lúc thẩm kỳ quay lại cũng đã thay lại mới hết thiết bị máy lạnh trong nhà thành loại hai chiều cho nên mùa đông cậu không lo bị lạnh nữa. Thẩm mặc với lấy cái quần cậu để dưới giường mặc vào rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu không mang theo nhiều đồ, chỉ có một ba lô nhỏ đựng quần áo và một ít đồ xuống dưới nhà đã thấy thẩm kỳ từ trong bếp đi ra còn đưa cho cậu một ly sữa, không nói không rằng rồi rời đi. Anh trai hôm nay thật lạ, bình thường hẳn sẽ tranh thủ nhéo má cậu một chút. Một lúc sau thẩm quân đi ra từ gara, có lẽ là chuẩn bị đồ, khổng hổ là quân nhân, dậy sớm như vậy. Sau khi ba người họ chuẩn bị gần xong thì thẩm hà mới khoan thai đi xuống. Thẩm mặc thì giúp mọi người nấu một bát mì. Thẩm hà có vẻ không thích nhưng vẫn cố ra vẻ mà ăn nửa bát. Thẩm Quân nhìn cậu ta ăn thừa liền cảm thấy hơi khó chịu, chắc có lẽ là bản tính quân nhân không lãng phí đồ ăn. Bốn người họ tự mình lái xe đến sân bay, Thẩm Mặc vẫn là lần đầu đi máy bay cho nên hơi hồi hộp, vô thức nắm tay áo Thẩm Kỳ. Thẩm Hà thấy vậy liền chen vào giữa, ôm lấy tay Thẩm Kỳ và Thẩm Quân vừa kéo vừa nói, "Lâu lắm rồi em mới được đi chơi cùng hai anh trai, thật sự rất kích động, hai anh nhất định phải bồi em chơi thật vui." thẩm mặc bị đẩy ra lẻ loi đi đằng sau, cậu dừng lại không bước tiếp nữa, chợt nghĩ bọn họ sẽ lại quên mất sự tồn tại của cậu mà thôi thì ngay lập tức thẩm kỳ cũng dừng lại, anh quay lại dắt tay cậu con có mặc mặc đi cùng chúng ta nữa mà. Thẩm mặc nhìn anh cười híp mắt, nắm thật chặt tay thẩm kỳ cùng đi về phía trước. Thẩm kỳ lấy lý do thẩm mặc lần đầu đi máy bay cho nên anh phải ngồi cạnh chăm sóc cậu vậy nên hai người lại ngồi cạnh nhau, bọn họ đặt là vé hạng sang, cả khoang cũng chỉ có bốn người bọn họ, vốn thừa rất nhiều chỗ, không nhất thiết phải ngồi cạnh nhau. Thẩm mặc ngây thơ không hiểu rằng đây là máy bay tư nhân của nhà họ thẩm căn bản cũng không có ai ngoài họ cả. Thẩm quân và thẩm hà ngồi ở phía sau họ. Thẩm quân trước kia rất yêu quý đứa em trai thẩm hà này, luôn cưng chiều cậu đủ thứ. Nhưng từ khi vụ việc của cha mẹ xảy ra, anh cùng thẩm kỳ đều phải gánh vác gia nghiệp nên không có nhiều thời gian để quan tâm tới em trai. Chỉ có thể đưa cậu tới trường học tốt nhất bên nước ngoài học tập, cho cậu những thứ tốt nhất sau đó sau nhiều năm huấn luyện trong quân ngũ thì thẩm quân cũng suy nghĩ trưởng thành hơn trước nhiều không còn có ý nghĩ sẽ cưng chiều em trai lên tận trời nữa chỉ là vài năm không gặp anh cảm thấy thẩm hà có chút không giống trước kia cảm giác cậu không còn là cậu bé nhỏ chạy theo anh nhõng nhẽo đòi cái này cái kia nữa trong ánh mắt lóe lên sự tâm cơ vì là quân nhân cho nên những ánh mắt này thẩm quân rất quen thuộc thẩm quân nghĩ trưởng thành cũng tốt vốn dĩ vì không muốn em trai vì trưởng thành mà trở nên giống hai người bọn họ cho nên mới cho cậu tránh xa thị phi, lại cung cấp điều kiện tốt nhất cho cậu. Ngược lại đứa em trai nuôi kia vốn bị bọn họ quên mất sự tồn tại, nghe thầm kỳ kể rằng cậu một mình ở lại chăm sóc cho căn nhà tuổi thơ của họ, một phần tiền cũng chưa được nhận, không biết làm cách nào mà có thể sống sót khi mới chỉ là một đứa bé 10-12 tuổi, ấy vậy mà nhìn vào mặt của thầm mặc anh lại thấy được sự ngây thơ, trong sáng sau bao biến cố vẫn giữ được một tâm hồn đẹp đẽ như vậy thật sự có lẽ chính anh cũng không làm được. Quả thực đứa trẻ này đã phải chịu nhiều ấm ức khi ở thẩm gia rồi, không hiểu sao năm đó cả nhà họ lại không nhìn thấy sự tồn tại đứa trẻ này, cậu xuất hiện không nhiều trong mắt họ, giống như bị bóng đen che mất. Hiện tại cảm giác có lỗi hẳn là có, cho nên sau này anh cũng sẽ học thầm kỳ đối tốt với đứa trẻ này một chút. Thẩm mặc may mắn không bị say máy bay. Nhưng cậu cảm thấy rất buồn ngủ cho nên ngủ gật mất lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân lại dựa lên vai của anh cả. Cậu lúng túng tới nói lắp, "Em, em, em xin lỗi." Thẩm Kỳ cũng dựa vào cậu để chợp mắt, bị cậu lay động tỉnh lại, theo thói quen xoa đầu cậu nhóc dí đầu cậu lên vai rồi dựa lên, ngủ thêm một lúc nữa. Thẩm Mặc làm sao mà ngủ được nữa, cậu bồn chồn thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch lẫn vào đó còn có tiếng tim đập hữu lực của thầm kỳ bên tai bờ vai rất vững chắc nghe tiếng thở nhẹ của anh mà tai cậu lại đỏ lên hình như có cái gì đó sai sai rồi mặc dù rất ngại ngùng nhưng cậu lại cảm giác thích cận kề với anh trai như vậy có phải bản thân mình biến thái hay không hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe